Xin chào tất cả các bạn cùng chiêm ngưỡng nha. Vocal có sự điều chỉnh cụ thể. Wow, sử dụng chương 1 làm choáng diện rộng. Những đòn đánh thường gây sát thương chuẩn. Quá đẳng cấp các bạn ạ. Cụ thể ra sao thì lát nữa vào trong một trận đấu danh mình sẽ trình bày cho mọi người về chỉ số cũng như là thông tin về sự điều chỉnh của vị tướng Volcat nha. Lần này thì làm lại quá dữ quá bá luôn, các bạn đừng bỏ qua clip này nếu như mà các bạn muốn leo danh hiệu quả đối với vị tướng Volcat. Kể cả chiêu 2 và chiêu cuối cũng đều có sự thay đổi luôn các bạn. Nhưng mà sự thay đổi nổi bật nhất đến từ chiêu 1. Chiêu 1 bây giờ thì các bạn làm tráng diện rộng và sau đó 5 giây kế tiếp các bạn sẽ chém được gây sát thương chuẩn. Volcat đã có thêm cả sát thương chuẩn và làm choáng diện rộng bá thật sự luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào trong một trận đấu danh nha, để review cho người về thông tin sự thay đổi của vị tướng Volcat. Đem cho ta ngựa sắt cùng giáp sắt. Ok, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sức mạnh của vị tướng Volcat khi mà vị tướng này sắp sửa có sự thay đổi, và sự thay đổi đấy sẽ sớm được update ở phiên bản chính thức Việt Nam mà thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cần phải tập trung vào trận đấu bởi vì là mình là người đi rừng. Đi rừng thì cần phải farm thật là nhanh sau đó đi hỗ trợ đồng đội nhá. Nhưng mình đang cảm thấy rất lo lắng khi mà Liliana chưa kết nối lại trận đấu, bạn ấy vẫn đang AFK. Thế là team mình hiện tại đang là 4-5 à, toàn thế nhở. Trời đất ơi, hy vọng rằng bạn ấy sẽ có thể quay trở lại trận đấu sớm nhất có thể nha. Còn bây giờ thì cần phải lên được level 4 thôi. Volcat phong cách đi rừng, đi gank cực kỳ hiệu quả. Thường thường có chiêu của chúng ta cưỡi ngựa, chúng ta đi gank. Nói chung là lâu lắm rồi mình chưa quay lại vị tướng Volcat. Quá tuyệt vời khi mà Liliana đã quay trở lại trận đấu rồi nhá. Bạn ấy cũng đã quay trở lại trận đấu và trận đấu bước về thế trận cân bằng. Đường dưới giao tranh rất ghê gớm nhưng mà từ từ. Bây giờ mình mới lên được level 4 đây này. Nhưng mà bây giờ nếu như mình gank thì quá lộ liễu, vậy nên mình sẽ đi đường vòng. Đi đường vòng sau đó là xâm nhập vào trong bụi cỏ để khiến cho đối phương bị khuất tầm nhìn. Sau khi khuất tầm nhìn xong rồi thì mình sẽ có thể lao ra tấn công một cách bất ngờ. Đó, mình di chuyển như thế này thì không ai biết mình đâu. Không ai biết mình trong bụi đâu và thịt luôn. Chạy được đi đâu, một bé ra đi. Bây giờ tầm này thì khuất cả thế giới. Chém, này thì ra ta này. Sẵn sàng xuống ngựa này, này thì ra ta bốc hơi tiếp tục Ryoma. Thì triple kill, trời ơi, ba mạng rồi. Mới giai đoạn đầu trận đấu thôi là một phát và highlight 3 mạng. Các bạn đã thấy quá mạnh mẽ đúng không nào? Hơi đáng tiếc là trận đấu này không có Dolia. Chỉ còn nếu như mà có Dolia, các bạn thử kết hợp Dolia với Volcat xem sao. Dolia kết hợp với Volcat thì Volcat sẽ 2 lần dùng chiêu cuối, 2 lần cưỡi ngựa, 2 lần bất tử. Thật sự nó quá khỏe, quá mạnh mẽ luôn. Nhưng mà hơi đáng tiếc trận đấu này thay vì là có Dolia thì mình có support là Zip nha. Thôi thì Zip cũng được rồi. Ôi, ra ta cay cú chửi mình, chát tất cả, ngựa LOL. Cay mình rồi, chắc là cũng cay rồi. Nào tiếp tục lao thẳng vào luôn chứ, sợ cái gì, mỗi tội chưa có chiêu cuối này. Đen quá, ăn khống chế ơi. Khống chế của Guido nó quá khó chịu ư, ra ta, xong luôn. Quả đấy mình bị ăn khống chế. Khống chế quá khó chịu đến từ Guido. Thế này mình cần phải lên giày kiên cường nữa các bạn ạ. Phải lên giày kiên cường thôi. Bí đồ dành cho vị tướng Volcat mình sẽ lên đồ như sau. Đây, ra ta có chat chim trả thù ngựa đấy. Uầy, bạn ăn được mạng của mình xong bạn ấy gáy rất ghê. Ok, bạn trả thù lát nữa thì mình sẽ ăn lại bạn nhé. Yên tâm đi, đợi tung cho hai bạn này. Bay tới này, ui rồi mạng thứ tư. Sao cảm giác ăn mạng bây giờ nó dễ dàng quá. Chưa gì được 4 mạng rồi, đây là gọi là ăn mạng vượt thời gian nhé. Cả hai bên đều ăn 5 mạng. Trang bị đầu tiên mình sẽ lên đó là kiếm truy hồn. Ngoài ra sẽ là giày kiên cường để khắc chế Guido. Sau đó là thương Lorinus rồi đến thương khung kiếm. Sau đó là liềm điện đặt mệnh. Trang bị cuối cùng sẽ là trang bị nanh phân y. Đây là về bí đồ dành cho vị tướng Volcat nha. Còn lúc đầu mình cũng đã đưa đến cho tất cả các bạn về sự thay đổi của vị tướng Volcat ở đấy. Chiêu 1 là chúng ta có thể làm choáng. Thật ra là làm choáng diện rộng. Làm choáng diện rộng nhá, không cần kết hợp với chiêu 2. Thường thường để làm choáng được ấy, thì các bạn tung chiêu 2, sau đó lao tới bằng chiêu 2 rồi sử dụng chiêu 1 thì sẽ làm choáng được một tướng địch. Nhưng bây giờ các bạn chỉ cần dùng mỗi chiêu 1, không cần kết hợp chiêu 2, các bạn cũng có thể làm choáng diện rộng rồi. Thật sự buff Volcat là quá khỏe luôn, quá bá đạo luôn các bạn ạ. Trời ơi, móc ra đằng sau như thế này là hợp lý luôn. Đi đầu Elsu, lại là thằng Guido, trời đất ơi. Lại là Guido một lần nữa, nó lại khống chế mình phát đấy làm cho mình không kịp xuống ngựa kìa.
không kịp số ngựa, cộng thêm phát bắn của Elsu, cộng thêm phát bắn của trụ, mình lại phải nằm xuống bảng thứ 2 rồi. Đặc hại thật sự, vì đủ quá khó chịu. Ok, về chiêu 1 trước khi thay đổi, điều chỉnh khống chế, làm chậm 90% trong 1 giây và gây thêm choáng 0.75 giây cho mục tiêu dấu ấn. Sau khi thay đổi, luôn gây choáng 0.75 giây cho các mục tiêu. Ngoài ra thêm mới, đánh trúng mục tiêu sẽ khiến các đòn đánh kế gây thêm 150 cộng 0.35 công vật lý sát thương chuẩn trong 5 giây. Hồi chiêu từ 7 cho đến 5 giây, sau khi thay đổi mặc định sẽ là 8 giây. Đây là về sự thay đổi đến từ chiêu 1 cho các bạn. Ấy, chiêu 1 không chỉ làm choáng diện rộng, mà bây giờ chiêu 1 còn có thể gây được sát thương chuẩn trong 5 giây. Các bạn có thể tận dụng sức mạnh của vị tướng Volcat để gây sát thương chuẩn, diệt tanh luôn nha mọi người nha. Với việc gây thêm sát thương chuẩn nữa thì Volcat có thể diệt tanh một cách cực kỳ dễ dàng, bởi vì sát thương chuẩn nó sẽ là lượng sát thương trừ thẳng vào máu mà. Nó sẽ loại bỏ qua giáp vật lý và giáp ghép. Úi dồi, Elsu đang như đang lành được mạng thứ 5, thơm quá. 5 mạng rồi. Vừa xong thì 5 đều, bây giờ là 8 đều mà gian mày lại kéo nhau lên đường dưới này để bắt mình á. Bắt á, bắt hộ cái. Nào, Zip ơi, hỗ trợ mình Zip ơi. Bây giờ chém tiếp, chém. Sau đó xuống ngựa này thì gian bốc hơi mạng thứ 6. Đó, bây giờ được 6 mạng rồi. Định quay mình á, quay làm sao được. Đây được gọi là chúa tể Volcat rồi. Vậy là sự điều chỉnh đến từ chương 1 mình cũng đã trình bày rồi. Điểm lợi của chương 1 bây giờ đó chính là sử dụng chương 1 sẽ làm choáng diện rộng, và chúng ta cũng không cần phải dùng chương 1 khi mà mục tiêu bị dấu ấn thì các bạn mới có thể làm choáng. Bây giờ auto sử dụng chương 1 sẽ làm choáng, và đặc biệt làm choáng diện rộng nha. Không chỉ thế, chương 1 còn có thể gây được sát thương chuẩn trong 5 giây. Ok. Còn chiêu 2 thì sao? Chiêu 2, sát thương vật lý dạ 1 trước khi thay đổi là 150 cho đến 275 cộng 0.5 công vật lý. Sau khi thay đổi thì sẽ là 150 cho đến 300 cộng 0.4 công vật lý. Chỉ số đã có sự thay đổi rồi. Ngoài ra công vật lý dạng 2 trước khi thay đổi là 1, sau khi thay đổi bị giảm xuống còn 0.18. Chiêu 3, thời gian hồi chiêu trước khi thay đổi là 60, 50, 40, sau khi thay đổi là 50, 45 và 40 giây. Mình thấy là cái chiêu 3 cũng sẽ được boost sức mạnh về thời gian hồi chiêu 3 sẽ sớm hơn so với trước đây. Và đặc biệt là chiêu 1 được boost sức mạnh này, chiêu 2 có sự điều chỉnh đến từ chỉ số cơ vật lý. Thì các bạn có thể đánh giá xem là Volcat chúng ta mạnh hay yếu. Mình thấy Volcat có vẻ mạnh hơn một chút đấy các bạn ạ. Có vẻ mạnh hơn đấy. Ok, thôi tầm này thì xin vĩnh biệt cụ thôi, chứ về làm sao được, cân cả hai luôn ấy chứ. Này thì lên bàn điểm số thêm cả Zata bay xong chưa? Zata thì cũng bốc hơi, mỗi tội hai cái mạng này mình chỉ kiếm hai mạng hỗ trợ thôi. Cái tầm này cho đồng đội của mình ăn mạng cũng được. Mà nói là cho đồng đội ăn mạng thì cũng hơi bị phũ phàng, bởi vì là mình có KS nổi đâu. Chứ còn nếu như mình có cơ hội là mình KS lâu rồi. Ok, hiện tại là mình lên thành công được 3 trang bị rồi nha các bạn nha. Thường thường có chiêu cuối là mình sẽ đánh cực kỳ hổ báo. Rio báo thì bất tử kìa, đen quá. Quá phí phạm cho một mạng các bạn ạ. Thôi thì Gidu nha. Đấy, Rio ba thì bạn ấy chạy một mạch về nhà rồi. Còn Gidu thì vừa xong không may mắn đến thế. Ngày hôm nay thì mình cũng quẩy cái bộ trang phục đậm chất Việt Nam. Đó chính là Sung Thiên Thần Tướng. Đây là bộ trang phục của Việt Nam nha. Một bộ trang phục rất đẹp, được lồng thêm cả tiếng Việt. Thi thoảng được lồng cái câu là mang cho ta ngựa sắt và giáp sắt, nghe nó ngầu dã man các bạn ơi. Nghe quá ngầu. Mà thật ra trong cái bộ trang phục này Volcat cưỡi là cưỡi ngựa sắt, và mặc trên người là mặc trên bộ trang phục giáp sắt đấy chứ. Rất là cứng cáp. Lâu lắm rồi mình chưa quẩy Volcat, mà bây giờ có sự thay đổi mình mới làm clip đưa đến cho mọi người. Chứ còn nếu như không có sự thay đổi thì rất khó. Mình sợ căn bản làm clip là ít người xem. Các bạn có thể theo dõi ngay phần đầu mình cũng đã review cho người về sự thay đổi. Còn về chỉ số và thông tin ra sao thì mình cũng đã trình bày cho mọi người trong một trận đấu danh này rồi nhé. Volcat vẫn vậy thôi, vẫn là một vị tướng bắt chủ lực quá mạnh. Nhưng mà thật ra thì đến cuối trận đấu ấy rất khó để bắt được chủ lực, bởi vì cuối game team địch có đồ và team địch biết bảo kê nhau, Volcat khó bắt được lắm. Nhưng mà nếu như các bạn biết cách chơi thì các bạn vẫn tóm được chủ lực thôi. Và trận đấu này mình sẽ cần quan tâm đặc biệt là Zata, đặc biệt là Elsu, đấy hai mục tiêu chủ lực rồi. Và bắt luôn gian múa nhiều, múa một hồi. Gian tính ra cũng múa tốt đấy, nhưng mà hơi đen là bạn ấy hơi bị ảo tưởng sức mạnh. Bạn ấy một solo 1 thì bạn ấy còn có cơ hội thắng, chứ còn 1 cân 4 cân 5 thì làm sao mà cân được. Ấy, mình còn tê tái đây không để mất đâu. Đòi cướp làm sao được cướp cái con Zeta này. Ok, oh. Trời đất ơi. Mình tính không bằng Rio Ma nó tính các bạn à, vãi cả trưởng, không tin nổi được cướp. Nó cướp trong một nốt nhạc luôn, nó cướp luôn cái con Zeta trước mặt mình, cay cú thật sự.
Mặc dù có tê tái trong tay mà vẫn để nó cướp được. Mình là người đi rừng quá thất bại. Thật sự ăn những cái mục tiêu lớn như vậy để cướp ngay trước mắt như thế mà có cái tê tái, quá đau lòng nhục nhã. Thôi lát nữa mình sẽ làm lại cho mọi người nhá. Đúng thật là nhiều khi mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Kể cả các bạn chơi, các bạn cũng chắc chắn là các bạn ăn được những mục tiêu lớn đấy rồi, nhưng các bạn có ăn được không? Có gặp phải tình trạng giống mình hay không? Nhưng được cái đồng đội của mình hiền, chứ phải gặp phải những thanh niên kiểu gay gắt là phát đấy là mình bị ăn chửi no đòn rồi. Thôi bây giờ cần phải dọn nhanh những cái tên đệ Zeta thôi. Căn bản là tên địch cướp được Zeta hơi cay cú. Thì coi như đây là một cái phần thử thách đi. Bây giờ mình đã sẽ coi đây như là một phần thử thách chứ còn chơi game mà cay cú thì không nên. À không biết là bao giờ các bạn đi học đấy nhỉ? Hiện tại thì cũng sắp, mình nghĩ là cũng sắp sửa hết giờ hè rồi. Đấy, không biết là các bạn đi học ngày nào, nhớ để lại comment bên dưới. Không biết phải học hè hay không, nhưng mình nghĩ là học chính thức còn lâu. Nhưng mà học hè thì chắc chắn là các bạn chắc là hết đến cuối tháng này thì các bạn sẽ phải học hè, mình đoán là như thế. Thì các bạn cứ để lại comment nha để mình biết là mình ra clip cho đúng giờ. Chứ hiện tại mình ra clip nó linh tinh quá. Giờ nào mình cũng đăng được clip bởi vì các bạn đang được nghỉ hè mà. Ok, băng trụ nhá. Ghi đu bốc hơi này, eo su bốc hơi này, thêm cả gian nữa. Múa đi bạn, múa đi. Mình đang chém mắt bạn hồi máu này, chém hồi máu này. Ui giời ơi, gian nó trâu ghê, không giết được kìa. Suýt chút nữa là mình có được cái triple kill rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ đẩy được đường lính xuống cấp thôi, chứ còn để mà thắng được luôn là hơi khó nha. Căn bản là mỗi người của team, mỗi thành viên team mình là còn nửa cây máu thôi. Mà gian nó về nó hồi phục đầy máu, nó quẩy được ngay. Lớn nhắn như thổi. Chơi Volcat lưu ý giúp mình ấy, cái chiêu 2 nó vô cùng quan trọng. Chiêu 2 mà các bạn tung xịt thì coi như các bạn chả làm ăn được cái gì cả. Bởi vì sao? Chiêu 2 là cái chiêu để giúp các bạn có thể tiếp cận và đặc biệt chốt chủ lực cực kỳ nhanh. Chiêu 2 mà các bạn bây giờ các bạn căn nhá, các bạn ném trúng mục tiêu chủ lực là các bạn bay tới, sau đó các bạn sử dụng chiêu 1 choáng rồi các bạn kích hoạt chiêu của các bạn chém là kiểu gì à? Chủ lực kim địch cũng nằm xuống rất nhanh. Nhưng một khi mà chiêu 2 mà tung xịt một cái, chẳng nhẽ các bạn kích quạt chiêu cuối lên, các bạn lao thẳng ra tranh, các bạn tấn công. Như vậy thì thật ra vẫn được, nhưng mỗi tội là thiếu đạn. Để mà tối ưu lượng sát thương thì tốt chất vẫn nên sử dụng chiêu 2 trước. Còn thật ra thì nếu như các bạn không chắc chắn chiêu 2 các bạn trúng ấy, thì các bạn có thể thực hiện combo khác. Combo đó chính là chiêu cuối trước chẳng hạn. Đó, như bây giờ là cái combo của mình thì vẫn hoàn hảo nhá. Bằng trụ luôn, nhưng còn tầm này sợ cái gì. Xuống ngựa, trời ơi, xuống ngựa, xuống rồi, may quá xuống kịp rồi. Sợ ra màn. Có cả thương khung kiếm. Thế nên vừa xong mình cực kỳ cứng cáp. Mà đặc biệt là xuống ngựa kịp thời, nhưng phát đấy là ngựa gãy chân. Cái combo mà nếu như các bạn sợ chiêu 2 xịt ấy, thì các bạn nên combo kích hoạt chiêu cuối trước cũng được. Lao thẳng vào giao tranh các bạn chém. Khi các bạn không còn quá nhiều máu, các bạn xuống ngựa một phát là các bạn sẽ gọi là đẩy đối phương, các bạn khống chế rồi. Đẩy đối phương ra xa một chút là đối phương bị khống chế, ăn khống chế. Trong lúc đối phương đang bị khống chế, các bạn tung luôn chiêu 2 thì lúc đấy thì đối phương không né được nhá. Thì là chiêu 2 sẽ trúng. Sau đó các bạn sẽ bay chiêu 2 vào sổ đổ chiêu 1. Đấy, nó có hai kiểu combo. Combo đầu tiên là chiêu 2 trước, còn combo thứ hai là chiêu cuối trước. Chơi nhiều là các bạn sẽ quen thôi. Mà thật ra với sự thay đổi của vị tướng Volcat lúc đầu mình có trình bày cho mọi người ấy, các bạn cứ thực hiện cái combo cũ cho mình nha. Đó chính là chiêu 2 trúng vào tướng địch, sau đó các bạn lao vào các bạn sử dụng chiêu 1. Bởi vì chiêu 1 bây giờ nó lợi hại lắm. Chiêu 1 là làm choáng diện rộng, vậy nên chiêu 2 tung vào giữa team địch, các bạn bay tới các bạn sử dụng chiêu 1 là các bạn sẽ làm choáng được cả team rồi. Quá là lợi hại. Ôi ông gian này ông trâu ê, chém này. Mặc dù mình được hồi máu nhưng mà không ăn thua các bạn ạ. Ui xôi. Ôi, bỏ qua gian. Đúng thật là đánh vào gian là tốn thời gian, tốn công sức. Cái thời gian đấy mình đi truy sát Zeta lẫn cả Elsu thì sướng hơn. Đây là trận đấu này mình lên full dam ấy các bạn ạ. Chứ còn mình không có đóng thủ đâu. Ok, phát hiện được Zeta đang đi lẻ. Mà mỗi tội đi lẻ cùng với gian thế này thì làm sao bắt nổi đây. Nó phải đi lẻ một mình cơ. Xem là có dám đẩy lính lên cao nữa hay không nha. Chứ còn hiện tại mình không thấy bóng dáng của ai đẩy đứng ở trên. À có Ryuma này. Tin địch bắt đầu đi chung với nhau rồi đấy. Tầm này chỉ có chờ đợi cơ hội thôi. Đó. Elsu rất tỉnh táo, Elsu không dám đi đầu đâu. À có Zeta này, ui vãi trưởng, Zeta nó cấu gì ở, may là có Zip cứu mình. Sợ quá cơ, bây giờ lại thêm cả Gian anh em ơi, tập trung một thịt Gian đây này. Gian hy sinh rồi, thừa thắng xông lên, đây là cơ hội để có thể kết thúc trận đấu. Thừa thắng xông lên, trời ơi. Bây giờ còn một mình Gidu, vâng Gidu chạy đi. Chạy với chúng tôi quét sạch hoàn toàn, mình không tiêu diệt được. Nhưng mà Liliana làm rất tốt trong pha giao tranh đấy.
Tính ra pha con mắt cuối cùng mình chả làm ăn được cái gì các bạn ạ, chỉ là chạy lăng qua lăng quăng thôi, múa máy một chút từ các bạn. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Dù sao mình cũng đã review cho người về sự thay đổi của vị tướng Volcat. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt mọi người.